Miss Thái Lan bị tước quyền thi Miss World, netizen truy tìm sự thật, Mai Phương số phận ra sao? Đang gây sốt khắp mặt trận và được cho là đối thủ đáng gờm của Mai Phương tại Miss World 2023, thế nhưng tân hoa hậu Thái Lan hiện đang đứng trước nguy cơ mất suất thi đấu và sẽ chỉ được tham gia Miss Global 2023. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, cuộc thi Miss Thái Lan 2023, một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất Thái Lan đã khép lại với vương miện thuộc về Chonikan Supittayapon đến từ Chiang Mai. Cô đã có một chiến thắng vô cùng thuyết phục khi sở hữu profile khủng cùng khả năng trình diễn ấn tượng. Nhưng chỉ sau chưa đầy 4 ngày, nhiều nguồn tin xôn xao trên mạng xã hội cho biết Chonika Supittayapon sẽ mất suất thi Miss World 2023. Như thường lệ, các hoa hậu đăng quang cuộc thi Miss Thái Lan sẽ được đại diện tham gia Miss World. Tuy nhiên, có tin đồn cho rằng hiện tổ chức TPN do chủ tịch Pui đứng đầu chỉ đang giữ bản quyền Miss Global Thái Lan, còn bản quyền Miss World Thái Lan thuộc quyền sở hữu của một bên khác. Theo như dự tính ban đầu, tổ chức TPN sẽ gửi Á hậu 2 Miss Thái Lan 2023 đi thi Miss Global và hợp tác với bên khác để Chonikan Supittayapon được tham gia cuộc thi Miss World 2023. Tuy nhiên, tin đồn cho rằng do đàm phán có vấn đề nên rất có thể đương kim Miss Thái Lan phải thi Miss Global 2023. Mặc dù chưa được xác thực, nhưng thông tin này đã đủ khiến dân tình phải xôn xao bàn tán. Cụ thể, fan sắc đẹp cho rằng nếu như Chonikan Supittayapon tham gia Miss Global sẽ là một điều phí phạm bởi cô sở hữu bảng profile vô cùng hoàn hảo, không chỉ hoạt động nghệ thuật tốt, nàng hậu còn đang là sinh viên năm 4 ngành dược tại Đại học Chiang Mai. Trong suốt quá trình đi học, cô thường xuyên giữ những chức vụ quan trọng trong hội sinh viên và còn đạt rất nhiều giải thưởng về học tập. Trong đêm chung kết, Chonikan Supittayapon đã thể hiện sự bứt phá để vượt qua nhiều các tên tuổi nổi bật khác giành lấy vương miện cao quý. Theo đó, tân Miss Thái Lan được đánh giá không phải là thí sinh sở hữu gương mặt đẹp nhất hoặc kỹ năng trình diễn tốt nhất, song cô là người có thể cân bằng được nhiều yếu tố. Đặc biệt, cô còn có khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người khiếm thính ngay trên sân khấu cuộc thi. Trước đó, Chonikan Supittayapon từng được dự đoán sẽ là đối thủ đáng gờm của hoa hậu Mai Phương. Chính vì vậy, fan sắc đẹp cảm thấy rất tiếc nuối nếu như cô không thể tham dự một cuộc thi lớn. Về phía Việt Nam, Mai Phương sẽ đại diện Việt Nam đến UAE để tham dự Miss World 2023. Sau nhiều ồn ào, nàng hậu cần phải nỗ lực luyện tập nhiều hơn thay vì theo đuổi những phong cách khác biệt, hình ảnh trái với chuẩn mực hoa hậu khiến mỹ nhân gốc Đồng Nai từng bị fan quay lưng. Miss World là một trong những đấu trường nhan sắc nhận về nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đại diện Việt Nam tại Miss World năm nay, hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng trở thành tâm điểm chú ý. Sau thời gian vướng nhiều ồn ào, người đẹp mới đây được bà trùm hoa hậu chia sẻ nhiều khoảnh khắc thú vị trên mạng xã hội, điều này nhằm khẳng định tình cảm tốt đẹp giữa cả hai. CEO Sen Vàng cũng dành nhiều lời khen có cánh cho gà cưng, năm nay sẽ xuất hiện cô gái 4 trong 1, hoa hậu, nghệ sĩ piano, guitar, ca sĩ, MC song ngữ Anh Việt, lâu lâu nói thêm tiếng Nhật. Chỉ là mỗi lần nghe nhạc là bị tăng động, vì cổ nói muốn đánh đàn mà phải sửa đàn và đem về nhà lại, dì Dung viết. Đây được xem là động thái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa bà trùm và đương kim hoa hậu thế giới Việt Nam. Khoảng 2 tháng trước, khi Mai Phương bất ngờ vướng nhiều ồn ào liên quan hình ảnh cá nhân, netizen đồn đoán rằng bà trùm hoa hậu bỏ theo dõi cô trên Instagram, hành động của nữ CEO được cho là khá kỳ lạ, dấy lên nhiều tin đồn về xuất ngoại của Mai Phương. Sau nhiều ồn ào, Mai Phương hiện dần lấy lại hình ảnh của bản thân. Mỗi khi xuất hiện, người đẹp giữ phong độ về nhan sắc và thời trang khá ổn định. Đồng thời, nàng hậu 9X mới đây cũng tiết lộ nhiều hình ảnh liên quan quá trình tập luyện catwalk của mình, khiến fan thêm yên tâm. Được biết, Miss World 2023 đã rời thời gian tổ chức sang thời điểm gần cuối năm. Đây cũng được xem là cơ hội để đại diện Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị kỹ càng mọi hành trang. Tuy nhiên, fan sắc đẹp hiện không đánh giá cao Mai Phương bởi những yếu điểm của cô về hình thể, khả năng catwalk.